Thầy và các em sẽ tìm hiểu về chương chính quan học sống. Thì cái phần quan học sống các em đã được học ở dưới lớp 7, lớp 9, lớp 11. Và chúng ta hầu như là chúng ta đã học những cái kiến thức rất là cơ bản. Thì ở trên đại học này chúng ta sẽ nhắc lại một phần các kiến thức cơ bản này. Sau đó thầy và các em sẽ đi tìm hiểu chuyên sâu về cái phần nhiễu xạ ánh sáng và giao thoa ánh sáng với màng mỏng. Rồi chúng ta đi vào phần kiến thức đầu tiên, đó là nhắc lại các định luật cơ bản của quang hình học. Đầu tiên là định luật truyền thẳng ánh sáng. Thì chúng ta chú ý là trong một môi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Ví dụ như là trong môi trường không khí, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Trong môi trường nước, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Trong môi trường thủy tinh, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Nhưng với điều kiện là các môi trường này nó phải đồng tính. Đồng tính nghĩa là cùng tính chất, và đẳng hướng nghĩa là mọi hướng đều như nhau. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là ví dụ ánh sáng mặt trời chiếu từ không gian đi đến mặt đất của chúng ta thì nó sẽ đi qua các lớp không khí. Vì sao? Vì các lớp không khí nó sẽ có cái mật độ khác nhau. Dẫn đến là trong mỗi lớp thì chùm tia sáng của chúng ta nó sẽ truyền đi theo đường thẳng. Nhưng mà khi mà đi qua giữa các lớp với nhau thì nó không truyền thẳng nữa. Đó, mình xét trong một cái không gian vừa đủ thôi thì đủ điều kiện này thì nó mới là truyền thẳng nha. Phần thứ hai, chúng ta đi nhắc về tia sáng và chùm sáng. Thì tia sáng chính là đường đường truyền của ánh sáng, và mỗi tia sáng thì chứa vô số mỗi chùm sáng thì chứa vô số các tia sáng. Thì chùm sáng là thường phát ra từ các cái nguồn sáng, ví dụ như là mặt trời, bóng đèn, đèn pin. Thì cái chùm sáng này nó sẽ trong đó nó sẽ chứa vô số các tia, và ánh sáng sẽ truyền đi theo các cái tia này. Phần thứ ba đó là định luật về tác dụng độc lập của tia sáng. Thì nghĩa là các cái chùm sáng nó sẽ có cái tác dụng của chùm sáng đó, nó không ảnh hưởng bởi các chùm sáng khác. Thì chúng ta gọi là cái tác dụng độc lập của tia sáng. Phần thứ tư đó là nguyên lý về tính thuần nghịch của chiều truyền ánh sáng. Nghĩa là ánh sáng nó truyền đi theo đường nào. Ví dụ như là ACB thì ánh sáng truyền đi từ A đến B. Nếu mà em để cái đèn mà từ B thì nó sẽ truyền đi lại theo đường đó là BCA, truyền từ B đến A. Đó có nghĩa là ánh sáng nó truyền đi theo đường nào thì chúng ta đổi ngược cái nguồn thì nó cũng sẽ truyền lại theo đường đó. Rồi về định luật thì chúng ta sẽ nhắc lại hai định luật. Một là định luật phản xạ ánh sáng và hai là định luật khúc xạ ánh sáng. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái hiện tượng phản xạ ánh sáng. Thì hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị hắt ngược trở lại môi trường ban đầu khi nó gặp bề mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Ví dụ như là em chiếu đèn pin, ánh sáng này nó sẽ phát ra và đến gặp bề mặt của tấm gương là thủy tinh. Thì lúc này trên cái bề mặt gương đó nó sẽ có hiện tượng, đó là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Nghĩa là ánh sáng của chúng ta bị hắt ngược trở lại môi trường ban đầu. Thì cái tia SI này chúng ta gọi là tia tới. Tia IR chúng ta gọi là tia phản xạ. Đường nét đất này chúng ta gọi là đường pháp tuyến vuông góc với cái mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Góc Y, Y phẩy, Y là góc tới, Y phẩy là góc phản xạ, và hai góc này là bằng nhau. N1, N2 là gì? N1, N2 gọi là chiết xuất của môi trường. N1
là chiết xuất của môi trường tới, N2 là chiết xuất của môi trường phản xạ. Như vậy là các em chú ý là chiết xuất nó sẽ liên quan đến cái tốc độ truyền của ánh sáng. Và ở cái phần dưới thầy sẽ đề cập tới cái đại lượng này. Thì định luật phản xạ ánh sáng mới phát biểu đó là tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở về phía bên kia của pháp tuyến, và góc phản xạ bằng góc tới, y phẩy bằng y. Định luật thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là định luật khúc xạ ánh sáng. Định luật khúc xạ ánh sáng đó là khi ánh sáng nó truyền xuyên góc qua bề mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì nó sẽ không truyền đi theo đường thẳng mà nó bị gãy, gãy tại cái bề mặt phân cách. Đó, như vậy là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta chiếu cái chùm tia sáng SI mà chiếu xuyên góc, nghĩa là nó tạo với cái pháp tuyến một góc, góc tới Y, và nó tới bề mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt, hoặc là không khí với nước, hoặc là không khí với thủy tinh, thì lúc này tia sáng của chúng ta nó không truyền đi theo theo đường thẳng nữa đâu, mà nó bị lệch phương, hay gọi là chúng ta gọi là bị gãy khúc. Và cái hiện tượng này gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thì hiện tượng khúc xạ ánh sáng có thể là các em quan sát, đó là chúng ta cắm cái đũa vào trong cái ly nước thủy tinh, thì chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy là cái tại cái mặt phân cách là cái chiếc đũa của chúng ta nó bị gãy. Mà thực ra là chiếc đũa nó không có gãy đâu, mà nó do cái hình ảnh của khúc xạ nên nó đi vào mắt mình và nó làm cho mình cảm giác là cái chiếc đũa nó bị gãy. Rồi, định luật khúc xạ ánh sáng đó là tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở về phía bên kia pháp tuyến so với tia tới, và cái góc tới và góc khúc xạ sẽ liên hệ qua một công thức cơ bản N1 sin Y bằng N2 sin R. Đó là cái phần kiến thức đầu tiên thầy và các em tìm hiểu, đó là các định luật về quang hình học chúng ta đã học ở dưới lớp 7, lớp 9 và lớp 11. Thầy và các em chuyển sang xem thí nghiệm. Đây là thí nghiệm mô phỏng thôi. Thầy có một cái đèn phát ra cái nguồn, đó là cái đèn này phát ra tia laser màu đỏ. Chúng ta có thể thay màu tại các cái vị trí này. Rồi, cái đèn laser màu đỏ này chiếu trong một cái môi trường, và môi trường này thầy chọn đó là không khí. Ở dưới này cũng không khí luôn, nghĩa là cả môi trường này là không khí. Thì như cái kiến thức vừa mới ôn lại, chúng ta biết rằng trong một môi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng thì ánh sáng của chúng ta truyền đi theo đường gì? Đường thẳng ha. Dạ, rồi. Thầy làm thí nghiệm thứ hai, đó là với hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng. Đó là thầy xét cái bề mặt phân cách nè giữa hai môi trường trong suốt khác nhau, thì lúc này thầy chọn môi trường ví dụ như là nước. Như vậy là các em sẽ thấy rằng khi mà cái tia sáng đỏ này nó tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì lúc này nó đồng thời xảy ra hai hiện tượng. Một đó là hiện tượng khúc xạ, tia sáng truyền qua nhưng mà bị lệch phương. Hai là hiện tượng phản xạ, bị hắt ngược trở lại môi trường ban đầu, môi trường tới. Tuy nhiên nhìn cái cường độ thì các em sẽ thấy rằng là cái cường độ của chùm tia phản xạ nó sẽ yếu hơn so với cái cường độ của chùm tia khúc xạ, chùm tia xuyên qua. Ở đây là hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng. Bạn nào mở loa chúng ta tắt đêm, mở mic tắt đêm. Rồi thầy có thể di chuyển cái nguồn phát ra tia laser đỏ này để thầy thay đổi cái góc tới Y. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái góc R và góc phản xạ nó cũng sẽ thay đổi.
Rồi ở đây nó có các cái thiết bị để chúng ta có thể đo đo góc, ví dụ như là thầy muốn xét góc thì chúng ta tích vào đây đó, nó sẽ ra được cái góc để chúng ta quan sát. Góc y và y phẩy thì bằng nhau, còn góc khúc xạ r thì nó sẽ khác so với cái góc tới y, và lớn hơn hay nhỏ hơn thì tùy vào cái môi trường truyền. Rồi đó là hiện tượng về phản xạ và khúc xạ. Và tất nhiên các góc này mà chúng ta muốn tính toán ra được, ví dụ như góc tới là y thì góc khúc xạ là r, thì chúng ta muốn ra được cái góc này thì chúng ta sẽ áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng, n1 sin y bằng n2 sin r, đúng không? Rồi một cái thí nghiệm nữa thầy muốn cho chúng ta xem, đó là trong cái hiện tượng phản xạ ánh sáng thì nó có một cái hiện tượng đó là hiện tượng phản xạ toàn phần. Phản xạ toàn phần khi nó truyền từ môi trường có chiết xuất nhỏ, xin lỗi, truyền từ môi trường có chiết xuất lớn sang môi trường có chiết xuất nhỏ hơn. Ví dụ bây giờ thầy thay đổi lại cái môi trường, ví dụ thầy xét cái môi trường này là nước, nước đúng không, thầy cho truyền ra, đây là nước, với nước thì là nó truyền theo đường thẳng rồi nha, bây giờ thầy cho nó truyền từ nước ra không khí, thầy chọn môi trường không khí. Thì như vậy các em sẽ thấy rằng là cái chùm tia tới của thầy nó gặp bề mặt phân cách giữa nước và không khí, thì lúc này nó có hiện tượng đó là phản xạ toàn bộ tia sáng, và hiện tượng này mình gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần. Thì cái hiện tượng phản xạ toàn phần này không phải lúc nào cũng xảy ra đâu em, mà phải có điều kiện, đó là góc tới y phải lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn. Thì góc giới hạn là góc như thế nào, thì ở đây chúng ta làm thí nghiệm, chúng ta có thể di chuyển cái tia sáng để thay đổi góc tới y của nó. Đó, thì em thấy là nếu mà thầy cho cái góc tới đi, lúc này là 30 độ, thì mình thấy là có tia khúc xạ đi ra ngoài không khí, nhưng mà với cái góc khúc xạ nó lúc này nó lớn hơn góc tới. Góc này là góc phản xạ thì bằng góc tới. Đó, bắt đầu thầy di chuyển tăng dần cái góc 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 tới. Đó, chúng ta thấy tăng dần góc tới thì cái góc khúc xạ của chúng ta nó cũng sẽ tăng, và đến một cái vị trí này thầy gọi là vị trí tương ứng với y giới hạn á. Thì cái vị trí mà tương ứng với y giới hạn lúc này á, thì mình sẽ thấy rằng là khoảng tầm 49 mấy độ á. Khoảng 48 phân 4 độ, thì lúc này là tia tia khúc xạ nó vẫn còn, nhưng mà nếu mà thầy tăng cái góc tới y lên một tí nữa thì lúc này nó sẽ mất cái tia khúc xạ đi, chỉ còn lại là tia phản xạ thôi, và lúc này nó phản xạ toàn bộ, gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần. Rồi đó là chúng ta vừa mới làm thí nghiệm mô phỏng về sự truyền thẳng của tia sáng, hiện tượng phản xạ, hiện tượng khúc xạ, hiện tượng phản xạ toàn phần. Thì đặt ra câu hỏi là không biết những cái thí nghiệm này nó có ứng dụng trong cuộc sống hay không? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái ứng dụng. Đầu tiên đó là ứng dụng của hiện tượng phản xạ. Thì các em thấy là cái mặt hồ mà trong lúc tỉnh thì nó sẽ đóng vai trò như một cái gương phẳng, và lúc này các cái hình ảnh cây cối xung quanh nó sẽ phản xạ trên cái mặt nước, và em thấy là tạo ra cái hình ảnh rất là đẹp, là do hiện tượng phản xạ ánh sáng. Hoặc là một cái ứng dụng khác của hiện tượng phản xạ ánh sáng đó là dùng để chế tạo ra các loại gương, gương phẳng, giúp chúng ta sẽ quan sát được hình ảnh và chúng ta soi mình trong gương. Rồi hiện tượng phản xạ ánh sáng giúp chúng ta chế tạo ra các loại gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu có ý nghĩa là giúp chúng ta quan sát các cái vật đi phía sau chúng ta mà không chúng ta không cần phải quay đầu lại,
và lúc mà chúng ta xi nhan hoặc là chúng ta di chuyển thì chúng ta quan sát như vậy sẽ tránh được các cái tai nạn xảy ra. Đó, ứng dụng của hiện tượng phản xạ ánh sáng. Rồi một ứng dụng nữa đó là chế tạo gương cầu lồi, và nếu mà chúng ta đi qua các cái chỗ đèo dốc, các cái đoạn cua thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái gương cầu lồi để giúp chúng ta có thể quan sát được khi xe đi ở phía phía bên bên kia của cái đồi hoặc là cái núi mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường được, vì nó không theo phương truyền thẳng của ánh sáng. Và lúc này chúng ta sẽ dựa vào cái gương để chúng ta có thể quan sát được. Và người ta dùng gương cầu lồi chứ không phải là gương phẳng, vì lý do là cái vùng quan sát của gương cầu lồi nó rộng hơn so với cái vùng quan sát của gương gương phẳng. Rồi cái hiện tượng tiếp theo đó là ứng dụng của hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Đó là một chùm tia sáng trắng là ánh sáng mặt trời khi truyền qua lăng kính, thì lúc này nó sẽ tách thành một dãy gồm vô số màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, và hiện tượng này mình gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Và hiện tượng tán sắc ánh sáng này thì chúng ta thấy là các tia sáng nó sẽ bị lệch về phía đáy do hiện tượng khúc xạ ánh sáng gây ra. Và cái hiện tượng tán sắc ánh sáng này thì chúng ta có thể dùng để giải thích hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau những cơn mưa. Một cái hình ảnh đó là thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần. Hồi nãy là cái thí nghiệm mô phỏng thì cho các em xem rồi, còn đây là hình ảnh của một cái thí nghiệm thực tế. Đó, chiếu cái chùm tia tia sáng đi qua một cái lăng kính. Lăng kính này có dạng là nửa bán cầu, thì lúc này nó sẽ nếu mà nó thỏa điều kiện y lớn hơn y giới hạn thì lúc này nó sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Và hiện tượng phản xạ toàn phần thì được ứng dụng trong việc chế tạo lăng kính phản xạ toàn phần. Và lăng kính phản xạ toàn phần này thì được ứng dụng trong kính tiềm vọng. Và các em biết kính tiềm vọng thì được sử dụng trong tàu ngầm để quan sát các hình ảnh ở trên mặt biển khi tàu ngầm đã lặn xuống nước. Đó, có nghĩa là chùm tia sáng nó truyền từ các con tàu khác đến cái lăng kính phản xạ toàn phần này, thì bắt đầu là nó sẽ di chuyển xuống và sử dụng một cái lăng kính phản xạ toàn phần thứ hai, bắt đầu nó đi vào vào mắt của người quan sát. Và đây là hình ảnh của tàu ngầm. Thì cái phần thiết bị ở trên đây nó sẽ có cái kính tiềm vọng để những cái người ở bên bên trong cái khoang tàu này có thể quan sát được. Rồi về cái hình ảnh thì các em có thể tìm hiểu thêm về hiện tượng phản xạ hoặc là khúc xạ ánh sáng hoặc là hiện tượng phản xạ toàn phần. Rồi, thầy quay ngược lại bài học. Chúng ta đi tìm hiểu phần thứ hai về ánh sáng, đó là quang học sóng. Quang học sóng thì chúng ta đã khảo sát phần ánh sáng ở lớp 12 và chúng ta biết rằng là ánh sáng có bản chất là sóng điện từ. Sóng điện từ thì chúng ta biết rằng là sóng điện từ nó là sóng ngang và truyền được trong chân không. Nó gồm có hai thành phần, đó là điện trường E và từ trường B vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Và ba cái vector B, E, V nó sẽ tạo thành một cái tam diện thuận.
Đây là cái hình ảnh của sóng ánh sáng khi nó truyền đi. Hướng truyền là theo theo phương phương ngang, thì là B dao động theo phương thẳng đứng, E dao động theo phương nằm ngang. Thì các em biết rằng á là cái thang sóng điện từ á, của chúng ta thì gồm rất là nhiều cái bức xạ. Thì thầy nhắc sơ qua để chúng ta nắm kiến thức. Rồi. Đây là hình ảnh về thang sóng điện từ. Thì thang sóng điện từ nó sẽ gồm các cái bức xạ. Đầu tiên đó là sóng vô tuyến. Thì sóng vô tuyến thì chúng ta biết là nó ứng dụng đó là dùng để truyền thông tin liên lạc vô tuyến. Vô tuyến có vô tuyến truyền thanh và vô tuyến truyền hình. Và sóng vô tuyến thì chúng ta chú ý đó là dùng để truyền thông tin liên lạc vũ trụ. À, đó là sóng cực ngắn. Phần kiến thức này các em đã học được ở lớp 12 rồi, thầy nhắc lại để mình nhớ. Đấy, vậy là đây là vệ tinh liên lạc với trái đất là dùng sóng cực ngắn. Sóng vô tuyến có thể liên quan qua điện thoại di động của chúng ta. Điện thoại di động của chúng ta là thiết bị mà vừa phát mà vừa thu sóng vô tuyến. Thông qua cái gì? Thông qua các anten thu và phát sóng của các mạng. Cái phần thứ hai đó là cái sóng V3, microwave. Sóng V3 này thì thường được dùng trong các cái lò vi sóng. Cái phần bức xạ thứ ba thuộc thang sóng điện từ này đó là tia hồng ngoại. Thì tia hồng ngoại thì bất cứ vật nào mà có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường thì nó sẽ phát ra tia hồng ngoại. Ví dụ cơ thể người chúng ta cao hơn nhiệt độ môi trường, cơ thể người của chúng ta cũng phát ra tia hồng ngoại. Và nguồn phát ra tia hồng ngoại chủ yếu ở đây có thể là bóng đèn, bếp lửa, lò than và mặt trời. Và tia hồng ngoại có tác dụng chính đó là tác dụng nhiệt, dùng để sấy khô, sưởi ấm. Đó là tia hồng ngoại, và chúng ta mới xem một số các ứng dụng của tia hồng ngoại. Ví dụ đây là máy máy sấy thực phẩm. Nó sẽ sử dụng nhiệt và sử dụng tia hồng ngoại để sấy khô thực phẩm. Và chúng ta có các cái loại mứt mà chúng ta ăn đó. Hoặc là trong y tế người ta sử dụng cái bóng đèn hồng ngoại để chữa bệnh. Tia hồng ngoại này là có tác dụng nhiệt. Hoặc là chúng ta có một cái ứng dụng nữa là ứng dụng về camera hồng ngoại. Camera hồng ngoại thì nó có thể ghi được cái hình ảnh ngay cả trong bóng tối. Nghĩa là lúc chúng ta mà tắt đèn đi rồi thì nó vẫn có thể ghi nhận lại hình ảnh và phát hiện ra các cái hình ảnh xuất hiện trong bóng tối. Đây là cái hình ảnh về camera siêu hồng ngoại vào ban đêm. Ví dụ như là chúng ta bật đèn thì nó sẽ quay lại ghi lại các cái hình ảnh dưới dạng màu sắc. Nếu mà mình tắt hết đèn đi là tối thui á, nhưng mà camera hồng ngoại vẫn có thể ghi lại được. Do đó khi mà trộm lẻn vào nhà chúng ta thì camera hồng ngoại nó vẫn phát hiện ra được. Rồi. Tiếp theo đó là cái vùng ánh sáng nhìn thấy. Ánh sáng nhìn thấy thì các em biết đó là ánh sáng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Và ý nghĩa của ánh sáng nhìn thấy đó là giúp chúng ta có thể phân biệt được màu sắc của các vật.
quan sát đường đi, quan sát hình ảnh. Đó là cái vùng ánh sáng nhìn thấy. Một cái bức xạ tiếp theo thuộc tần sóng điện từ đó là tia tử ngoại. Thì tia tử ngoại nó nằm sau, nằm phía dưới của màu màu tím, và chúng ta gọi là tia UV hay còn gọi là tia cực tím. Thì bức xạ tử ngoại này nó có tác dụng là hủy diệt tế bào, nhưng mà với mức độ nhẹ thôi. Rồi nó có thể làm phát quang một số chất, và ứng dụng của cái tia tử ngoại này đó là sẽ được sử dụng trong các cái máy để tiệt trùng thực phẩm, rồi sử dụng trong y tế để tiệt trùng các cái loại dao kéo trước khi vào mổ. Đó là ứng dụng của tia tử ngoại. Tia tiếp theo đó là tia X. Tia X này hay còn gọi là tia röntgen. Thì tia röntgen này nó có tác dụng rất là mạnh, và nó có khả năng hủy diệt tế bào mạnh hơn so với tia tia tử ngoại. Và tia X này thì nó được ứng dụng đó là nó dùng trong việc là chụp X-quang. Chúng ta quan sát đây là cái các hình ảnh chụp X-quang của tia X. Tia X nó có khả năng mạnh nhất đó là khả năng đâm xuyên, và nó dùng trong việc chụp X-quang trong bệnh viện, hoặc có thể là dùng trong việc là kiểm tra hành lý trong sân bay. Đây là các hình ảnh. Thì dùng để kiểm tra hành lý. Đó có nghĩa là dùng tí người ta có thể kiểm tra bên trong cái hành lý của chúng ta có chứa những cái vật dụng nguy hiểm hay không, ví dụ như là dao, kéo, súng gì đó. Thì từ đó người ta sẽ loại bỏ được mức độ nguy hiểm. Rồi, và cuối cùng trong cái tần sóng điện từ này đó là tia gamma. Tia gamma thì nó được dùng để chữa bệnh ung thư, và nó được tạo ra từ các cái phóng xạ. Năng lượng của nó là cực kỳ lớn và nó rất là nguy hiểm. Thầy giới thiệu sơ qua cho chúng ta cái tần sóng điện từ. Thì cái quang học sống của chúng ta là ánh sáng nhìn thấy của chúng ta, nó chỉ nằm một phần rất nhỏ trong cái thanh sóng điện từ này thôi. Và mình thấy rằng là qua các cái ví dụ thầy vừa nêu, thì cái thanh sóng điện từ hay là các bức xạ điện từ nó có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người. Rồi chúng ta tiếp tục. Khi mà chúng ta xét ánh sáng thì ánh sáng nó sẽ truyền đi như là những cái gợn sóng. Thì chúng ta sẽ viết cái phương trình truyền sóng U bằng A cos omega t cộng phi, với A là biên độ sóng, omega là tần số gốc và phi là pha ban đầu. Rồi đối với một cái ánh sáng thì chúng ta sẽ có các đại lượng đặc trưng cho nó. Thứ nhất là chu kỳ và tần số. Chu kỳ thì chúng ta ký hiệu là T, tần số là F. Ngoài ra còn có tần số gốc là omega. Thì chúng ta có công thức liên hệ là omega bằng 2πf hoặc là bằng 2π chia t. Đại lượng tiếp theo đặc trưng cho sóng ánh sáng đó là vận tốc truyền sóng, V bằng C chia N. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu cái ánh sáng của chúng ta nó truyền trong môi trường chân chân không hoặc không khí, thì nó truyền đi với tốc độ là C, 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Nhưng mà khi nó truyền vào trong nước hoặc là truyền vào trong thủy tinh, thì lúc này tốc độ của nó sẽ giảm. Giảm đi bao nhiêu? Giảm đi n lần. N là gì? N gọi là chiết xuất của môi trường. Như vậy cái phần n nãy trong cái hiện tượng
phản xạ và khúc xạ ánh sáng thầy có nói á, thì ở đây nó có ý nghĩa đó là nó đặc trưng cho cái sự cản trở ánh sáng nhiều hay ít của môi trường trong suốt. Nếu là nước thì chiết xuất của nó là 1,3, còn thủy tinh thì chiết xuất của nó là 1,5. Như vậy thủy tinh là chất rắn, nó sẽ cản trở ánh sáng nhiều hơn, do đó là tốc độ ánh sáng truyền đi trong thủy tinh sẽ nhỏ hơn trong trong nước, và tốc độ truyền sóng truyền ánh sáng mà trong nước nó sẽ là nhỏ hơn trong không khí, vì trong không khí là n, chúng ta lấy bằng một. Rồi một đại lượng nữa đó là bước sóng. Bước sóng ký hiệu là lambda bằng v nhân t. Thì thường là chúng ta sẽ xét cái bước sóng của các ánh sáng đơn sắc trong môi trường chân không. Thì chúng ta sẽ có là đối với mỗi ánh sáng thì nó có một bước sóng nhất định. Và chúng ta xét ra môi trường chân không thì ánh sáng của chúng ta sẽ biến thiên liên tục từ từ đỏ đến tím. Màu đỏ là 0,76 micromet, màu tím là 0,38 hoặc là gần bằng 0,4 micromet. Đó là các đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng. Rồi, một cái phần kiến thức rất là quan trọng với chúng ta ở phần đại học này đó là kiến thức về quang lộ. Quang lộ thì ở đây chúng ta có quang là ánh sáng, lộ là đường đi. Vậy quang lộ là đường đi của tia sáng trong một môi trường trong suốt có chiết xuất là n. Thì thầy có ánh sáng truyền đi giữa hai điểm A và B, và AB này có độ dài là d. Nhưng mà nếu nó truyền trong môi trường có chiết xuất n thì cái quang lộ được định nghĩa đó là lấy cái độ dài đó nhân với chiết xuất môi trường đó thì ra được gọi là quang lộ. Thì quang lộ ký hiệu là chữ L bằng n nhân nhân d. D là AB á. À, như vậy là mình nhớ cho thầy đơn giản thôi, đó là cái quang lộ của một tia sáng thì sẽ bằng chiết xuất của môi trường nhân với độ dài của tia sáng. Rồi ở đây thì cái quang lộ công thức tính tổng quát là như vậy, nhưng đối với hai cái loại tia sáng thì chúng ta sẽ có hai cái cách tính quang lộ riêng. Hai loại tia sáng này là gì? Một là tia sáng phản xạ và hai là tia sáng khúc xạ. Khúc xạ là nó truyền qua các em, đúng không? Như vậy là mình xét đầu tiên là tia sáng truyền qua nhiều môi trường khác nhau, đó nghĩa là tia sáng này nó bị khúc xạ. Ví dụ như là nhà mình có cái hồ nuôi cá, đúng không? Thì lúc này em thấy rằng ánh sáng nó truyền từ bóng đèn chiếu chiếu xuống hồ cá, thì mình sẽ thấy này, thứ nhất là nó truyền trong không khí, cái sau đó nó truyền qua lớp thủy tinh, nó lại đi vào trong nước, rồi nó lại từ nước nó lại đi qua thủy tinh và đi ra ngoài không khí. À, như vậy mình thấy rằng là cái đường đi tia sáng nó sẽ xuyên qua nhiều môi trường. Vậy cái quang lộ nó sẽ được tính như thế nào? À, thì lúc này mình sẽ tính theo công thức là L sẽ bằng là lấy chiết xuất của từng môi trường nhân với cái độ dài đường đi của tia sáng của môi trường đó nhân lại với nhau, chúng ta lấy tổng lại là gọi ra được cái quang lộ. L sẽ bằng N1D1 cộng N2D2 cộng N3D3 vân vân. Đó là tia sáng truyền qua. À, vậy tia sáng truyền qua là cũng dễ thôi, đúng không? Chúng ta cứ lấy chiết xuất nhân với độ dài của tia sáng cộng hết lại trong các môi trường với nhau. Tuy nhiên cái trường hợp tia sáng phản xạ thì nó khác một chút. Đó là tia sáng phản xạ của chúng ta nó sẽ truyền từ môi trường có chiết xuất N1, rồi sau đó nó phản xạ ngược lại môi trường có chiết xuất N1. Nghĩa là em thấy là cái đường đi của tia sáng lúc này là nó đều nằm trong môi trường có chiết xuất N1. Nên thầy có cái quang lộ lúc này là sẽ bằng là D1 cộng D2 nhân với N1. Tuy nhiên nó khác ở chỗ đó là nó sẽ cộng thêm một cái lượng gọi là A. Và cái A này là như thế nào? À, cái A này nó sẽ dựa vào cái việc so sánh giữa chiết xuất của N1 là môi trường tới với chiết xuất của N2 là môi trường khúc xạ, là môi trường phản xạ gì đó.
Đó, như vậy thì mình sẽ thấy rằng là mình phải so sánh hai cái chiết xuất N1, N2 này. Nếu mà N1 mà lớn hơn N2 thì A bằng 0. Nghĩa là cái công thức của em cũng giống như là cái phần khúc xạ thôi. Nhưng mà nếu mà N1 mà nhỏ hơn N2 thì cái quang lộ em phải cộng thêm một cái lượng, đó là lambda chia 2. Đó, đây là cái điều mình cần chú ý. Nghĩa là khi mình xét cái quang lộ của một tia sáng thì mình sẽ coi thử là tia sáng này truyền từ môi trường nào sang môi trường nào, và nó phản xạ giữa hai hai cái môi trường trong suốt đó thì N1 như thế nào với N2. Nếu mà N1 nhỏ hơn N2 thì mình cần phải cộng thêm một lượng là lambda chia 2. Nếu mà N1 mà lớn hơn N2 thì mình không cần cộng. Đây là phần lý thuyết thôi, chút nữa vô cái phần mà cụ thể chi tiết thì thầy sẽ nói rõ nha. Rồi ánh sáng thì nó sẽ lan truyền ra các môi trường xung quanh, thì lúc này sóng sẽ được truyền đi, sóng này là sóng ánh sáng. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái phương trình tại nguồn, đó là UO bằng A cos omega t cộng phi. Thì khi đó là sóng nó sẽ truyền tới một điểm M, thì tại M sóng nó sẽ đến sau, và đến sau thì chúng ta nói rằng là nó trễ pha hơn sóng tại tại O, một lượng là 2 pi nhân cho quang lộ OM chia lambda. Thì cái công thức này nếu bạn nào có nhớ thì nó giống với kiến thức mà ở lớp 12 mình học á, tuy nhiên nó khác ở chỗ là lớp 12 mình học là chỗ này là mình ghi là 2 pi d chia lambda. Vì sao vậy? Bởi vì ở lớp 12 em chỉ xét trường hợp riêng, đó là trong môi trường không khí thôi. Còn đối với cái phần đại học của mình thì mình xét có thể truyền từ môi trường này sang môi trường khác, nó phức tạp hơn. Nên mình mới dùng cái phần kiến thức đó là quang lộ. Giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần lý thuyết tiếp theo, đó là khảo sát về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng nó bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần các cái vật cản hoặc là khi đi qua một khe hẹp. Và cái hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng đó là hiện tượng mà chúng ta thường thấy nếu các em quan sát ở trong nhà hoặc là trong phòng học, đó là ở dưới gầm bàn. Ở dưới gầm bàn của chúng ta thì chúng ta thấy là có những cái phần nó tối hẳn, có những cái phần nó sáng mạnh, nhưng mà có những cái vùng nó bị sáng mờ. Sáng mờ nghĩa là sao vậy? Đó là cái chùm tia sáng của chúng ta khi khi truyền đến gặp cái vật cản thì lúc này nó không còn truyền theo đường thẳng nữa, mà nó bị lệch phương. Và khi nó bị lệch phương như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái vùng sáng mờ, cường độ sáng của nó sẽ yếu hơn so với cái ánh sáng truyền thẳng từ bóng đèn tới, nhưng nó sáng mờ, nó sáng mạnh hơn so với cái vùng tối. Thì ở đây thầy và các em sẽ tìm hiểu cái phần đó là nhiễu xạ qua một khe hẹp. Chúng ta bố trí cái thí nghiệm như hình vẽ. Đầu tiên đó là chúng ta dùng một cái nguồn sáng, và nguồn sáng này chúng ta muốn tạo ra ánh sáng đơn sắc thì chúng ta dùng kính lọc sắc. Ví dụ chúng ta dùng kính lọc sắc đỏ thì nó sẽ tạo ra ánh sáng đơn sắc màu đỏ. Rồi phía sau cái kính lọc sắc này thì chúng ta sẽ có một cái thấu kính hội tụ L1, và ở đây chúng ta sẽ đặt sao cho cái nguồn sáng S nó nằm tại tiêu điểm vật chính F của thấu kính hội tụ. Thì mình biết thấu kính hội tụ thì nó có một cái đại lượng đặc trưng, đó là tiêu cự F nhỏ, đơn vị chuẩn là mét. Thì cái đoạn từ O đến S này mà bằng với đoạn OF thì lúc này chúng ta học tính chất của các chùm tia đi qua thấu kính hội tụ, đó là chùm tia mà xuất phát từ F thì chùm tia đó sẽ là chùm song song. Đó, với ý tưởng đó chúng ta sẽ tạo ra chùm tia song song.
Rồi chúng ta cho cái chùm tia song song này đi qua một cái khe hẹp. Và tất nhiên ở đây là một cái hình vẽ mô phỏng nên là chúng ta thấy cái khe hẹp này nó mới rộng như thế này. Chứ thực tế khe hẹp của chúng ta rất bé. Và bề rộng của nó khoảng vài micromet thôi. Rất là nhỏ. À, giống như là chúng ta lấy cái dao lăm mà chúng ta rạch một cái đường trên tờ giấy vậy. À, nó rất là bé nhưng mà ở đây vẽ phóng đại ra để các em dễ quan sát thôi nha. Rồi thì bằng thực nghiệm thì các nhà khoa học người ta thấy là cái chùm tia sáng mà khi truyền tới cái khe hẹp như thế này thì trên cái màng thu được á là nó thu được ở chính giữa là một cái vân sáng rất là mạnh, và muốn có được cái hình ảnh như vậy thì cái chùm tia ló sau khi đi đi qua cái khe hẹp này chúng ta sẽ cho nó đi qua một thấu kính hội tụ L2. Và cái thấu kính hội tụ L2 này nó sẽ cách màng một đoạn chính là bằng ô F phẩy. F phẩy này là trùng với cái tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ L2. Nên toàn bộ ảnh nó sẽ nằm trên cái màng này. Đó là cách bố trí người ta vậy để quan sát hình ảnh thôi. Thì như thầy nói đó là trên cái màn này thì tại cái vị trí điểm chính giữa này nó tạo ra một cái vân sáng rất là mạnh. À, rồi sau đó là xung quanh cái vân sáng có cường độ rất là mạnh này, rất là sáng này thì nó có xen kẽ các cái khoảng tối và các vân sáng mờ hơn. Đó, và cái hiện tượng như vậy người ta gọi là hiện tượng nhiễu xạ qua một cái hẹp. Đó, chúng ta có cái hình ảnh chúng ta quan sát đó, có nghĩa là hình ảnh quan sát sau khi bố trí thí nghiệm trên đó là cái vân ở chính giữa nó có cường độ sáng rất là mạnh, hai bên có các khoảng khoảng tối xen kẽ với những vân sáng mờ hơn. À, thì cái vân sáng ở giữa thì chúng ta gọi là cực đại giữa nhiễu xạ. Đây các em, đây là cực đại giữa nhiễu xạ, mình nhớ cái tên của nó. À, các vân sáng ở bên ngoài thì mình gọi là cực đại nhiễu xạ, cường độ sáng yếu hơn rất là nhiều. Và các cái khoảng tối này mình gọi là các vân tối thì gọi là vân vân tối nhiễu xạ. À, như vậy là trong cái hiện tượng nhiễu xạ này thì thứ nhất là chúng ta nhớ cho thầy cái bố trí thí nghiệm cho nguồn sáng, và nguồn sáng này đi qua cái thấu kính hội tụ để tạo ra chùm sáng song song. Thì khi mình vẽ thì mình chỉ cần vẽ cái chùm sáng song song này thôi. À, chùm sáng song song nè, đến khe hẹp. Khe hẹp này thì sau đó mình đặt cái thấu kính hội tụ của mình ngay sát sau cái khe hẹp này thì trên màn chúng ta sẽ thu được ảnh. Và cái ảnh này đó là chúng ta gọi là ảnh do hiện tượng nhiễu xạ gây ra. Và cái ảnh này chúng ta quan sát. Và chúng ta sẽ gồm có 3 loại, một là vân sáng có cường độ rất mạnh ở chính giữa chúng ta gọi là cực đại giữa nhiễu xạ. Các cái vân tối ở hai bên mình gọi là vân tối nhiễu xạ. Hay là cực tiểu nhiễu xạ cũng được ha. Rồi và vân sáng thì chúng ta gọi là cực đại nhiễu xạ. Thì ở đây mình mới chú ý cho thầy là muốn tạo ra được cực đại giữa nhiễu xạ hoặc là cực đại nhiễu xạ hoặc là cực tiểu nhiễu xạ thì chúng ta sẽ phải chú ý đó là do cái chùm tia sáng của chúng ta khi đi qua khe hẹp nó đã có hiện tượng nhiễu xạ, và hiện tượng nhiễu xạ lúc này thì thầy sẽ cho được thầy cho cái chùm tia nhiễu xạ này nó tạo với cái phương ngang một góc là phi. Vậy tùy theo cái góc phi này thì chúng ta sẽ thấy là nó hội tụ trên màn tại điểm M, thì M này có thể là cực đại cũng có thể là cực tiểu. Vậy mình phải đi xét điều kiện của góc phi. Góc phi như thế nào thì sẽ tạo ra trên màn cực đại, hoặc là góc phi như thế nào thì tạo ra trên màn là cực tiểu, hoặc là góc phi như thế nào thì tạo ra trên màn là cực đại giữa nhiễu xạ. À, thì ở đây quan sát dễ nhất là chúng ta thấy là muốn tạo ra cực đại giữa nhiễu xạ là cái vân sáng đó nó trùng ngay tại F, thì lúc này góc phi của chúng ta nó phải là song song luôn, nghĩa là góc phi lúc này bằng bằng không, đúng không? Mà bằng không thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái đại lượng đặc trưng cho nó, đó là sin phi. Góc phi mà bằng không thì sin phi cũng bằng không. Rồi, như vậy là chúng ta nhớ cho thầy là cái cực đại giữa nhiễu xạ
tương ứng là sin phi bằng không. Rồi cực tiểu nhiễu xạ thì chúng ta sẽ nhớ cho thầy sin phi lúc này sẽ bằng là cộng trừ lambda chia b cộng trừ 2 lambda chia b cộng trừ 3 lambda chia b, và tổng quát lên đó là thầy sẽ có là k lambda chia b với k là trục z là cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3 vân vân, nhưng trừ đi không. Rồi, chú ý cái phần này để trong cái bài tập mình sẽ phân loại ra đó. Rồi, cái lambda này là gì? Lambda này là bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu tới. Nãy mình có đề cập rồi đúng không? B này là gì? B này là bề rộng của cái khe hẹp. Và như thầy nói là B này nó rất là bé, trong đề nó sẽ cho là khoảng vài micromet thôi. Rồi, điều kiện để có cực đại giữa xin lỗi, điều kiện để có cực đại nhiễu xạ đó là sin phi của chúng ta sẽ bằng cộng trừ 3 lambda chia 2b cộng trừ 5 lambda chia 2b, và thầy tổng quát lên đó là k cộng 1 phần 2 lambda chia b. Vậy ở trên đây mình nhớ cứ cực tiểu là k lambda chia b, thì dưới này cực đại là k cộng 1 phần 2 lambda chia b. Đó, cho nó dễ nhớ. Thì con k này cũng thuộc z, nhưng mà do là con k của mình là nó bắt đầu ở đây là chúng ta có cái hệ số bắt đầu là cộng trừ 3 phần 2 cộng trừ 5 phần 2 đúng không? Vậy thì con k thuộc z nhưng mà phải khác hai giá trị, đó là 0 và trừ 1. Vì sao? Vì 0 ở đây các em thay vào thì nó ra được là 1 phần 2, còn trừ 1 các em thay vào là ra được trừ 1 phần 2. Thì hai cái giá trị này là bằng thực nghiệm người ta thấy là nó không có tồn tại, nên là loại hai cái giá trị này đi. Rồi, từ đó chúng ta có cái đồ thị về sự phân bố cường độ sáng theo góc lệch phi. Nghĩa là sao? Nghĩa là nãy thầy phân tích với chúng ta là vì cái chùm sáng của chúng ta khi nó đi qua khe khe hẹp thì nó sẽ bị nhiễu xạ, mà nhiễu xạ có nghĩa là nó bị lệch phương truyền truyền thẳng, và cái lệch phương truyền thẳng đó lại nó tạo với cái phương phương ngang phương truyền thẳng này một góc là phi, nên là tùy vào góc phi nên chúng ta sẽ có các cái vân cực đại giữa, cực đại nhiễu xạ và cực tiểu nhiễu xạ, và cái cường độ sáng của nó cũng cũng thay đổi, cũng khác nhau. Thì lúc này chúng ta có cái đồ thị biểu diễn sự phân bố này. Đó, chùm sáng chiếu tới song song qua khe hẹp qua thấu kính hội tụ thì trên màn chúng ta thu được cái hình ảnh về hiện tượng nhiễu xạ, và đây là cái phần mình vẽ về cái sự phân bố của cường độ. Cường độ ký hiệu là chữ Y, cường độ sáng là chữ Y. Thì các em thấy là cái vân cực đại giữa nhiễu xạ này cái cường độ nó rất là lớn nên nó sáng rất là mạnh. À, bắt đầu ở hai bên là các cực đại nhiễu xạ tiếp theo thì bắt đầu là cường độ sáng nó giảm dần. Còn có những điểm mà chạm cái trục này thì cường độ sáng bằng không. Đúng không? Thì chúng ta gọi là các cực tiểu nhiễu xạ. Như vậy các em sẽ thấy rằng là cái cực đại giữa nhiễu xạ của mình á, nó sẽ được giới hạn bởi hai cực tiểu nhiễu xạ bậc nhất hai bên này. Đây là cực đại giữa đúng không? Tương ứng với sin phi bằng không thì nó được giới hạn bởi cái cực cực tiểu nhiễu xạ bậc bậc nhất bên đây. À, cực tiểu nhiễu xạ bậc nhất ở dưới này. Đó là cái phần kiến thức về nhiễu xạ. Và chúng ta khảo sát đó là hiện tượng nhiễu xạ qua một khe khe hẹp. Các em nhớ điều kiện của cái hiện tượng nhiễu xạ để tạo ra các cái loại vân cực đại giữa, cực tiểu nhiễu xạ và cực đại nhiễu xạ. À, chúng ta chú ý về cái cách vẽ đồ thị biểu diễn về sự phân bố cường độ sáng của các cái vân trong cái hiện tượng nhiễu xạ. À, chúng ta xem cái thí nghiệm về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Đây là thí nghiệm mô phỏng thôi. Diffraction of light waves through an aperture. In our earlier session, we have learned about diffraction. Now let us learn how the light waves get diffracted at an aperture.
According to definition, the bending of a wave or its deviation from the original direction of propagation when it meets a small obstacle is called diffraction. Các em thấy là khi mà cái nguồn sáng mà nó chiếu tới á, nó đi qua cái khe hẹp này nè, thì khe hẹp cái nguồn sáng của chúng ta là nguồn sơ cấp, qua khe hẹp này thì cái khe hẹp này sẽ đóng vai trò là nguồn thứ cấp, và lúc này nó sẽ nguồn thứ cấp này nó sẽ phát đi cái ánh sáng của chúng ta. Tất nhiên cái cường độ sáng của nó phát đi nó sẽ yếu hơn, và lúc này em thấy là cái đường truyền tia sáng nó sẽ không còn truyền theo đường thẳng nữa. As we learned earlier, according to rectilinear propagation of light, when light falls on the opaque object, geometrical shadows of small opaque objects should be formed. But as the obstacles are small, the light wave bends along the corners of the obstacles and slightly spread into shadows, and thus they are not sharply defined. In the case of monochromatic light, when the light wave is incident on the small object like hair or a sharp edge object like blade, due to the geometrical shadows are formed with dark and bright fringes. Thus, diffraction is defined as the bending of light waves around an obstacle whose dimensions is comparable to the wavelength of the incident light, and hence it's spreading into the geometrical shadow. Đó là cái thí nghiệm mô phỏng về cái hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nghĩa là nó không tuân theo quy luật truyền thẳng mà nó sẽ bị lệch phương truyền. Rồi, một cái thí nghiệm tiếp theo chúng ta quan sát đó là thí nghiệm về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng và dùng tia laser. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ chúng ta khảo sát cái hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua một cái khe đơn, khe hẹp á. Là chính là cái phần lý thuyết từ nãy thầy và các em khảo sát á. Ở đây chúng ta dùng đèn laser màu đỏ. Rồi cái khe này có bề rộng có thể thay đổi được. Đó, và lúc này chiếu cái chùm tia laser đỏ này vào cái khe hẹp này, thì bắt đầu chúng ta quan sát trên màn. Điều chỉnh cái độ rộng của cái khe thì chúng ta sẽ quan sát được cái hình ảnh nhiễu xạ. Ở đây một khe thì nó sẽ xảy ra hiện tượng nhiễu xạ, giống như trong phần lý thuyết nãy thầy và các em vừa khảo sát đó. Và trong cái quá trình thí nghiệm này chúng ta có thể tăng hoặc là giảm cái độ rộng của khe. Đó, các em thấy là mình thấy là ở chính giữa là vân sáng có cường độ rất là mạnh. Hai bên là nó có các cái khoảng tối nha các em. Các khoảng tối này thì mình gọi tên là vân tối thôi, các khoảng tối. Và có các cái vân sáng nó ở bên ngoài, nhưng mà mình thấy cường độ sáng nó như thế nào với vân cực đại giữa đây. À, nó yếu hơn rất là nhiều. Đúng không? Đó là hiện tượng về nhiễu xạ ánh sáng qua một khe hẹp. Đây chúng ta mới giảm cái độ rộng. Cái thí nghiệm nhiễu xạ tiếp theo đó là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua cái lỗ tròn. Ở đây là dùng tia laser màu vàng, và cái này là cái lỗ tròn, nó rất là nhỏ các em. Rồi, chiếu ánh sáng đèn laser này vào. Và em thấy không, bình thường là mình quan sát ở trên màn là không thấy được. Vậy phóng to ra thì chúng ta mới có thể quan sát được. Đó, đây là hình ảnh
nhiễu xạ qua một lỗ tròn. Đó là chúng ta thấy cũng tương tự với nhiễu xạ qua một khe hẹp thôi. Vân chính giữa là vân cực đại giữa, nó có cường độ sáng rất là mạnh. Rồi do mình dùng lỗ tròn nên là vân cực đại giữa đây là vân tròn. Rồi ở xung quanh nó thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng có các cái vân vân tròn sáng tối xen kẽ nhau, nhưng mà các cái vân vân tròn sáng, cái cường độ sáng nó yếu hơn nhiều. Rồi chúng ta có ba loại vân nha: vân cực đại giữa, vân cực đại nhiễu xạ và vân cực tiểu nhiễu xạ. Rồi đó là thí nghiệm về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Rồi chúng ta qua cái phần lý thuyết tiếp theo, đó là thầy và các em tìm hiểu về hiện tượng giao thoa ánh sáng. Thì chúng ta biết là ánh sáng nó truyền đi theo cái phương trình truyền sóng và dọc các tia tia sáng. Thì nếu mà hai cái nguồn sáng mà nó thỏa điều kiện là hai nguồn kết hợp nó gặp nhau, thì lúc này chúng ta sẽ thấy nó sẽ chồng chập lên nhau, nghĩa là có những điểm nó sẽ tăng cường lẫn nhau tạo ra vân vân sáng, và có những điểm nó triệt tiêu nhau thì nó tạo ra vân tối. Đó thì chúng ta sẽ thấy là hai sóng nó gặp nhau thì nó sẽ có thể tạo ra sóng tổng hợp AB, tạo ra những điểm dao động có biên độ cực đại và những điểm triệt tiêu. Ở đây là giao thoa tăng cường tạo ra những điểm dao động có biên độ cực đại A cộng A bằng 2A. Còn ở đây là hai sóng nó tại những vị trí nó ngược pha nhau, nên là nó tạo ra những cái sóng có biên độ cực tiểu, nó triệt tiêu. Thì hai sóng được gọi là kết hợp khi nào? Khi chúng thỏa các điều kiện, đó là cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Có nghĩa là không phải lúc nào em cũng có thể tạo ra hiện tượng giao thoa đâu. Nếu em dùng hai cái đèn pin em chiếu vô cùng một cái vùng rồi em hy vọng là xảy ra hiện tượng giao thoa là không có. Có nghĩa là cái thí nghiệm về hiện tượng giao thoa người ta phải làm sao cho hai cái nguồn nó phát ra phải là hai nguồn kết hợp, phải thỏa điều kiện mới xảy ra được hiện tượng giao thoa. Rồi ở đây chúng ta khảo sát lý thuyết về hiện tượng giao thoa. Đó là thầy cho hai cái nguồn sáng S1, S2 nó truyền tới điểm M với chiều dài đường đi gọi là quang lộ L1, L2. Thì hồi nãy chúng ta vừa đã viết cái phương trình sóng tại M rồi. Tại M thì sóng nó sẽ trễ pha hơn hai sóng tại nguồn. Và chúng ta cho hai sóng tại nguồn này có cùng phương trình U bằng A cos omega t. Thì hai sóng tại M lúc này chúng ta sẽ có là U1M là bằng A cos omega t trừ 2pi L1 chia lambda, và U2M là A cos omega t trừ 2pi L2 chia lambda. Vậy tại M lúc này nó có tới hai sóng thì chúng ta tổng hợp lại và dùng định lý dùng công thức cos cộng cos thì chúng ta sẽ ra được cái phương trình cos cộng cos thì bằng 2 cos cos, đúng không? Đó, như vậy chúng ta ra được cái phương trình sóng tại M. Và cái đại lượng phía trước này nó không liên quan gì tới thời gian thì chúng ta gọi là biên độ sóng tại M. Và chúng ta dựa vào cái phần biên độ sóng tại M này thì chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra những điểm cực đại và những điểm cực tiểu. Cực đại là vân sáng. Khi nào? Vân sáng khi cái cos này của chúng ta bằng cộng trừ 1. Trị tuyệt đối thì bằng 1 rồi, đúng không? Cộng trừ 1. Thì từ đó chúng ta suy ra được cái mối liên hệ, đó là ký hiệu quang lộ L2 trừ L1 phải bằng K lambda. Vậy các em nhớ là muốn tạo ra vân sáng thì L2 trừ L1 phải bằng K lambda. Còn nếu mà tạo ra cái vân cực tiểu hay gọi là vân tối thì lúc này cái cos này của chúng ta phải bằng 0.
Thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái L2 trừ L1 là hiệu quang lỗ sẽ bằng là K cộng 1 phần 2 lambda tương ứng cho phân tố. Đó, như vậy là mình nhớ cho thầy cái công thức hiệu quang lỗ tương ứng với trường hợp tạo ra vân sáng và công thức hiệu quang lỗ tương ứng cho trường hợp tạo ra vân tối. Và cái phần kiến thức mà chúng ta đã học ở dưới lớp 11, xin lỗi, ở dưới lớp 12, đó là hiện tượng giao thoa với khe dân. Không, thì chúng ta sẽ xem lại cái thí nghiệm đó. Rồi, bây giờ ở đây là chúng ta có hai cái khe em. Thì lúc này chúng ta sẽ quan sát cái hiện tượng lúc này là xảy ra hiện tượng giao thoa với khe dân. Trước khi xem cái này chúng ta xem cái phần này trước ha. Interference in light waves from two sources was first demonstrated by Thomas Young in 1801. A schematic diagram of the experimental setup is shown here. Light was made to pass through a slit SO. The waves emerging from this slit was made to pass through two parallel slits. Rồi các em chú ý là chúng ta chiếu một cái chùm tia sáng tới một cái khe thì sẽ có hiện tượng gì đó? Đó là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng đúng không? Chùm sáng chiếu qua khe hẹp nãy mình khảo sát rồi đó, đó là có hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Rồi cái hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là cái chùm sáng nhiễu xạ này nó lại đi qua hai cái khe S1 S2, thì hai khe S1 S2 này lại xảy ra hai cái chùm nhiễu xạ ánh sáng riêng của từng cái nguồn này. Và khi mà hai cái chùm nhiễu xạ này mà nó gặp nhau thì nó thỏa điều kiện của hai nguồn kết hợp, vì thật ra là hai nguồn sáng này nó đều xuất phát từ cái nguồn sáng ban đầu đó, nên là nó sẽ gặp nhau và nó sẽ tạo ra hiện tượng giao thoa ánh sáng. S2. These two slits served as a pair of coherent light sources because waves emerging from them originate from the same wave front and therefore maintain a constant phase relationship. Thomas Young observed that the light from S1 and S2 produced on the viewing screen a visible pattern of bright and dark parallel bands called fringes. What causes bright and dark fringes? A bright fringe appears if the light emerging from S1 and S2 interfere constructively, and a dark fringe appears if the light from the two slits combine destructively at any location on the screen. Như vậy là với cái hiện tượng giao thoa ánh sáng với khe dân á, thì chúng ta thấy là xuất phát từ cái một cái nguồn sáng ban đầu, nó đi qua hai cái khe và nó tạo ra hai chùm nhiễu xạ. Hai chùm nhiễu xạ này thỏa điều kiện kết hợp nên là gặp nhau tạo ra những vân sáng và vân tối song song xen kẽ cách đều nhau. Đó là hiện tượng giao thoa với khe dân. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có cái thí nghiệm. Thí nghiệm này nó không có giải thích rõ như cái phần hồi nãy nên là chúng ta xem cái phần hồi nãy trước. Đây là cái hình ảnh thí nghiệm thôi. Người ta dùng ba cái chùm tia laser là đỏ, vàng với xanh. Và ở đây là double slit, đó là hai khe. Thì nó sẽ tạo ra hiện tượng giao thoa thôi. Thì giao thoa đó là gì? Đó là các vạch sáng và tối nằm song song xen kẽ cách đều nhau. Và chúng ta thấy không, các vạch sáng và tối nằm song song xen kẽ cách đều nhau. Và nếu mà xét cái vùng ở giữa này thì mình thấy rằng là các cái vạch sáng này nó có cường độ sáng là gần như là bằng nhau, nó khác với nhiễu xạ chỗ đó. Thấy không, nhiễu xạ là có vân ở giữa là mới sáng mạnh thôi, còn hai bên là yếu hơn. Còn đối với hiện tượng giao thoa là do là có tới hai nguồn và hai nguồn này tạo ra hai cái ánh sáng nhiễu xạ nên nó gặp nhau, nó tạo ra cái hình ảnh vạch sáng tối song song xen kẽ cách đều.
Rồi một cái thí nghiệm tiếp theo chúng ta sẽ quan sát, đó là thí nghiệm về hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắng. What is light? What is light? Light from the light? What is light? That's a good question, isn't it? What is light? Isn't it an element? Light is brightness. And this is a little eyepiece where we can look in, and this is a hole. And I'm going to place this slide. Ở đây chúng ta mới quan sát về hình ảnh của khe dâm này các em. Đó, như vậy chúng ta thấy là hình ảnh của khe dâm là hai cái khe này nó rất là nhỏ và nó nằm nó rất là gần nhau. Cái mỗi cái bề rộng của mỗi cái khe này là khoảng vài micromet thôi và nó cách nhau khoảng 1-2 mm gì đó. Đó là cái khe khe dâm. Và lúc này các cái anh này mới gắn vào cái thùng này và quan sát hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắng và ánh sáng mặt trời á. Và hình ảnh chúng ta quan sát là hình ảnh này. Đó, nhưng mà chúng ta thấy là đối với cái hiện tượng giao thoa với khe dâm với ánh sáng trắng đó là ở vân chính giữa là vân sáng trắng, hai bên là dãy màu cầu vồng tím ở trong đỏ ở ngoài. Amazing. Yeah, that's incredible. And that's just nothing else apart from two slits. Và cái anh này anh mới làm cái thí nghiệm mô phỏng cái hiện tượng giao thoa là thế nào. Which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. Nếu như vậy là muốn xảy ra hiện tượng giao thoa thì phải có hai nguồn, và hai nguồn này tạo ra hai sóng nó sẽ gặp nhau, thỏa điều kiện kết hợp thì nó gây ra hiện tượng giao thoa. The amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up. Đó là hiện tượng giao thoa với khe dâm thì chúng ta học ở dưới lớp 12 thôi, còn ở trên phần đại học của chúng ta thì chúng ta sẽ học cái hiện tượng đó là hiện tượng giao thoa với màng mỏng. Chúng ta xét các trường hợp. Thứ nhất là màng mỏng có độ dày không đổi. Màng mỏng có độ dày không đổi đây thì chúng ta chú ý thầy xét một cái màng mỏng có cái bề dày là D và nó không đổi. Thì như thầy nói với chúng ta là ở đây chúng ta vẽ phóng đại lên để chúng ta quan sát. Chứ còn nếu màng mỏng mà trong thực tế nó rất là mỏng và bề dày của nó khoảng cỡ vài micromet thôi. Rồi, thầy chiếu một cái chùm tia sáng thẳng góc từ trên xuống và thầy lấy một tia ra thầy xét. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chiếu cái chùm tia thẳng góc từ trên xuống thì lúc này các nhà khoa học người ta mới thấy rằng là trên cái bề mặt của cái màng mỏng này nó xảy ra cái hiện tượng đó là hoặc là cái mặt này nó sáng hết hoặc là cái mặt này nó tối hết. Rồi tại sao như vậy thì lúc này người ta mới đi giải thích bằng định lượng, đó là khi mà chiếu chùm tia sáng thẳng góc với cái màng mỏng có độ dày không đổi thì lúc này nó sẽ xảy ra hiện tượng đó là hiện tượng giao thoa bởi hai tia phản xạ. Đó là hai tia nào thì chúng ta mới quan sát là đầu tiên là cái tia SI là tia tới, nó sẽ phản xạ lại là IS phẩy hay là IS. Tia thứ hai là tia SI này nó sẽ truyền qua các em, đi xuyên qua, đi xuống như này luôn, tới điểm G nó phản xạ ngược lên. Đó, như vậy là chúng ta có hai cái tia phản xạ là một là IS và hai là GGE. Hai tia này nó phản xạ và nó gặp nhau tại cái mặt trên này và nó gây ra hiện tượng giao thoa. Rồi chúng ta đi tính quang lộ của các tia. Đó là thứ nhất là L1. L1 này là SIS, có nghĩa là nó đi xuống dưới rồi nó bị phản xạ lại lên. Thì chúng ta sẽ có là cái quang lộ sẽ bằng lấy cái đường đi tia sáng nhân với chiết xuất môi trường, mà chiết xuất môi trường ở đây là không khí.
đúng không? À, như vậy chúng ta sẽ có là SI nhân với 1 là SI, cộng cho tia phản xạ lên là IS nhân với 1. Tuy nhiên cái tia phản xạ thì thầy có chú ý cho chúng ta là trong cái phần lý thuyết hồi nãy á, mình còn cộng thêm một cái hệ số A. Thì môi trường trên là môi trường không khí là N bằng 1. Nó nhỏ hơn môi trường ở dưới là làm bằng cái chất nhựa hoặc là thủy tinh của môi trường trong suốt nè, của màng mỏng nè. Như vậy là môi trường N1 của chúng ta nhỏ hơn môi trường N2, nên trong cái phần quang lộ A lúc này của chúng ta là bằng lambda chia 2. À, như vậy là chỗ này chúng ta sẽ có là SI cộng IS cộng lambda chia 2. Rồi, cái quang lộ L2 thì là tia sáng của chúng ta nó đi nè, S nè, Y nè, xuống tới G nè, nó phản xạ lại lên là Y nè, và đi lên là S. Thì lúc này quang lộ của cái tia tia sáng thứ hai nè là SI nhân với 1 là SI, cộng cho YG đi xuống nhân với chiết xuất của môi trường của nó là N, cộng cho GI phản xạ lên nhân với chiết xuất của môi trường là N. Tuy nhiên cái tia phản xạ lên, như thầy nói tia phản xạ lên mình phải dừng lại mình coi thử là có cần cộng lambda chia 2 hay không. Thì lúc này mình mới thấy là GI nó phản xạ lên thì nó nằm trong môi trường tới là N, nó lớn hơn môi trường ở dưới này là không khí, mà lớn hơn là không cộng. Khi nào mà môi trường tới ví dụ như là tia IS này mà nhỏ hơn môi trường dưới thì cộng lambda chia 2. Còn lúc này môi trường tới là N của tia GE là phản xạ lên, nó lại lớn hơn môi trường N2 ở dưới là không khí, nên là không không cộng. Rồi, sau đó tia của mình nó ló ra IS nhân với 1. Thì lúc này em sẽ đi tính hiệu quang lộ delta L. Em lấy là L2 trừ L1 thì chúng ta thấy là SI trừ SI mất, IS trừ IS mất. À, chỗ này là 2n nhân cho cái độ dày của cái màng mỏng này là d. Vậy chúng ta có là 2d nhân n trừ lambda chia 2. Đó là hiệu quang lộ delta L. Mà trong cái phần giao thoa ánh sáng nãy mình xét điều kiện là muốn tạo ra được vân sáng hay vân tối thì cái delta L này nó phải thỏa mãn điều kiện. Đó là delta L bằng k sáng nhân lambda là tạo ra vân vân sáng hay còn gọi là vân cực đại. Thì tới đây thì các em sẽ đi tìm ra cái độ dày của màng mỏng tương ứng để tạo ra vân sáng. Chúng ta chuyển cái lambda chia 2 qua đây, đặt nhân tử chung lambda chia 2n xuống. Như vậy mình ra được là d sáng k sẽ bằng là k sáng cộng 1/2 nhân cho lambda chia 2n. Thì ở đây điều kiện của chúng ta là k sáng thuộc z, nhưng mà cái độ dày của cái màng mỏng thì phải là số dương nhớ đúng không? Đó, như vậy là chỗ này chúng ta có k sáng thuộc z nhưng mà lớn hơn không, nghĩa là k là số tự nhiên á, một số tự nhiên dương á, 1, 2, 3, 4, 5. Đó là điều kiện để tạo ra cái cường độ sáng tăng cường với cái màng mỏng có độ dày không nổi. Còn nếu mà chúng ta muốn mà tạo ra cái cường độ sáng triệt tiêu là tạo ra vân tối á, thì lúc này chúng ta sẽ có được cho được cái delta L này là hiệu quang lộ lúc này là bằng K tối cộng 1/2 lambda. Cái phần này kiến thức nãy thầy có xây dựng rồi á. Thì chuyển vế này qua thì chúng ta có lambda trên 2 cộng lambda trên 2 là 1, lambda chia 2 chúng ta là bằng 1, chúng ta chia 2N xuống thì ra được cái biểu thức tính độ dày tương ứng cho vân tối, đó là d tối k sẽ bằng là k cộng 1 lambda chia 2 hay n. Thì ở đây chúng ta cũng có điều kiện là k tối thuộc z và k tối lớn hơn hoặc bằng 0. À, đây cũng lớn hơn hoặc bằng 0 nha, có nghĩa là chạy từ 0 được 0 1 2 3 4. Này các em chỉnh lại tí, nãy thầy nói nó nhầm cái phần k sáng này. Rồi thì ở đây các em mới thấy á, là vì lý do là cái độ dày d này nó không đổi nè, d không đổi nên là hiệu quang lộ cũng không đổi, mà hiệu quang lộ không đổi nên là cái chùm tia tới
chỉ cho cùng một tính chất giao thoa thôi, nghĩa là trên cái bề mặt của cái màng mỏng này hoặc là em thu một loạt vân sáng hết hoặc là em thu một loạt vân tối hết. Được không? Đó là cái trường hợp đầu tiên là hiện tượng giao thoa với màng mỏng có độ dày không đổi. Mình sẽ đi tính hiệu quang lộ, xét cái điều kiện để tạo ra vân vân sáng và điều kiện để tạo ra vân tối tương ứng với cái độ dày đi. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta xét cái hiện tượng giao thoa với màng mỏng có độ dày thay đổi. Thì ở đây màng mỏng có độ dày thay đổi thì chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp. Một là nêm thủy tinh. Nêm thủy tinh thì ở đây thầy xét một cái nêm thủy tinh có cái bề dày thay đổi và có cái góc alpha. Và góc alpha này rất là bé. Và chúng ta cũng chiếu chùm tia sáng thẳng góc từ trên xuống. Và chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy có hiện tượng giao thoa xảy ra ở mặt mặt trên của cái nêm thủy tinh. Và chúng ta muốn biết là khi nào tạo ra vân sáng, khi nào tạo ra vân tối thì lúc này chúng ta cũng đi tính hiệu quang lộ và cũng xét điều kiện để có vân sáng và vân tối. Thì đây hiệu quang lộ thì trước hết là chúng ta cũng sẽ chia chùm sáng của chúng ta thành hai cái tia, một là tia SI và phản xạ lên là S. Thì cái cách xây dựng cũng giống như là màng mỏng có độ dày không đổi thôi các em. LSIS lúc này là bằng SI nhân với N chiết xuất của không khí là một cộng với IS nhân với một. Tuy nhiên cái IS là tia phản xạ lên, nó lại nằm trong môi trường là không khí nhỏ hơn môi trường dưới. Mà nhỏ hơn ở dưới thì trong cái phần quang lộ là các em sẽ cộng một lượng là lambda chia 2. Rồi cái tia thứ hai đó là đi từ trên xuống là SI GIS. Rồi có nghĩa là nó đi từ trên đây xuống dưới đây, đi xuống tới điểm G, phản xạ lên và đi lên S. Thì lúc này mình đi tính quang lộ của nó là SI nhân với 1 cộng với EG nhân với N cộng với GI nhân với N. Và GI ở đây chúng ta thấy là nhân với N, mà GI là tia phản xạ lên nằm trong môi trường thủy tinh thì nó lớn hơn môi trường không khí ở dưới, nên trong cái quang lộ không cộng lambda trên 2. Rồi cộng với IS. Rồi sau đó chúng ta lấy hai cái quang lộ trừ nhau, chúng ta sẽ ra được cái hiệu quang lộ delta L bằng 2 ND trừ lambda chia 2. Thì ở đây chúng ta thấy là cái nêm thủy tinh này của chúng ta là nó có độ dày thay đổi, mà delta L mà thay đổi thì lúc này chúng ta sẽ quan sát cái kết quả của hiện tượng giao thoa, đó là một hệ thống các vân sáng tối nằm song song xen kẽ cách đều nhau. Và tạo ra hệ vân sáng tối thì chúng ta sẽ xét điều kiện là khi nào có vân sáng và khi nào có vân tối. Thì điều kiện để có vân sáng thì các em cũng dùng công thức là delta L bằng K sáng nhân lambda. Và chúng ta cũng tính ra được cái D sáng K là bằng K sáng cộng 1 phần 2 lambda chia 2N. Với K của chúng ta thuộc Z và lớn hơn hoặc bằng 0. Muốn mà tạo ra vân tối, cường độ sáng triệt tiêu thì chúng ta sẽ cho delta L lúc này là bằng K tối cộng 1 phần 2 lambda. Và từ đó mình sẽ suy ra được cái độ dày của cái nêm thủy tinh tương ứng cho trường hợp tạo ra vân vân tối. D tối K bằng K tối cộng 1 lambda chia 2N. Với K tối thuộc Z và K tối lớn hơn hoặc bằng 0. Thì ở đây như thầy nói là cái hệ vân của chúng ta nó giống như là hệ vân giao thoa với khe dân vậy, đó là nó tạo thành hệ các vân sáng tối nằm song song xen kẽ cách đều nhau, dẫn đến là chúng ta sẽ có một cái đại lượng đặc trưng cho cái khoảng cách đều đó là khoảng vân y.
Và các em nhớ cho thầy cái công thức tính Quảng Vân Y. Đó là lúc này là chúng ta sẽ dụng các cái tam giác liên quan đến hai cái độ dày vân sáng là dk cộng 1 và dk. Thì chúng ta dùng công thức sin alpha bằng dk cộng 1 trừ dk chia y. Thì thay cái biểu thức vào chúng ta rút gọn đi là chúng ta ra được là bằng lambda chia 2 ni. Và vì góc alpha này rất là bé, khoảng 10 mũ trừ 4, 10 mũ trừ 5 radian, nên là hàm sin alpha gần như là bằng alpha. Đó, và từ đó mình sẽ tính ra được cái Quảng Vân Y bằng công thức là lambda chia cho 2 n nhân alpha. Đó là cái phần giao thoa với nêm thủy tinh. Một cái trường hợp tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi khảo sát hiện tượng giao thoa với nêm không khí. Nêm không khí thì ở đây là chúng ta sẽ dùng hai cái tấm thủy tinh game, chúng ta ghép lại với nhau, đặt hai cái tấm thủy tinh này đặt tiếp xúc cạnh với nhau, thì cái khoảng giữa này nó có cái lớp không khí thì nó sẽ đóng vai trò như là nêm không khí, hiểu không? Đây này, lớp ở giữa giới hạn bởi hai tấm thủy tinh này thì chúng ta gọi này là nêm nêm không khí. Rồi chúng ta cũng chiếu chùm tia sáng thẳng góc từ trên xuống, và lúc này bằng cái thí nghiệm thì các nhà khoa học người ta mới quan sát được cái hình ảnh giao thoa nó xảy ra ở mặt dưới của tấm thủy tinh thứ nhất, và nó cũng tạo thành hệ các vân sáng tối song song xen kẽ nhau giống như là nêm thủy tinh vậy. Nhưng mà lúc này là nêm không khí, là cái lớp này đóng vai trò như là một cái có bề dày thay đổi, và cái hình ảnh giao thoa nó lại nằm ở mặt dưới của cái tấm thủy tinh thứ nhất. Thì lúc này chúng ta cũng đi xây dựng cái quang lộ của các tia sáng và hiệu quang lộ, và chúng ta cũng xét điều kiện là khi nào có vân sáng và khi nào có vân vân tối, và hình ảnh giao thoa là gì, đúng không? Thì ở đây chúng ta có là cái quang lộ L1, đó là các em thấy này là tia SIS. Thì lúc này mình thấy SI của mình nằm trong môi trường có chiết xuất là N thủy tinh, nên là SI nhân N cộng cho IS cũng nhân N. Tuy nhiên cái IS là tia phản xạ lên, thì em thấy là cái tia phản xạ lên lúc này nó nằm trong môi trường thủy tinh lớn hơn môi trường không khí ở dưới, mà môi trường trên mà lớn hơn ở dưới thì không cộng lambda trên 2. Đó, bắt đầu tới đây là khác biệt so với hai trường hợp trên rồi đó nha. Rồi cái tiếp theo là quang lộ L2, L2 là bằng là L của S I G I S. Đó, như vậy mình thấy là SI thì nhân với N, EG này là nhân với cái chiết xuất môi trường không khí là một rồi, GE này là nhân với chiết xuất môi trường không khí cũng là một rồi. Tuy nhiên các em thấy là GE này là tia phản xạ lên, đúng không? Mà tia phản xạ lên á thì mình sẽ ngừng lại mình coi thử là có cần cộng lambda trên 2 hay không. Thì mình thấy là tia GE nó phản xạ lên trong môi trường không khí nhỏ hơn môi trường của tấm thủy tinh thứ hai ở dưới, nên là trong quang lộ của nó mình cần phải cộng lambda chia 2. Rồi cộng cho tia này nó đi qua luôn là cộng cho tia IS nhân với N. Rồi từ đó các em sẽ lấy hai cái quang lộ trừ nhau ra được gọi là hiệu quang lộ. Thì chúng ta ra được là 2D cộng lambda trên 2. Và như thầy vừa phân tích cho chúng ta đó là vì lý do là cái D này là có độ dày thay đổi nên delta L này cũng thay đổi. Mà delta L thay đổi nên là hệ vân giao thoa mà chúng ta quan sát được nó cũng là hệ các vân sáng tối nằm song song xen kẽ cách đều nhau. Và chúng ta sẽ đi xét điều kiện khi nào có vân sáng và khi nào có vân tối. Thì để có vân sáng thì cái delta L phải bằng K sáng nhân lambda. Và từ đó mình sẽ suy ra được cái D, D sáng K lúc này là bằng K sáng trừ 1 phần 2 lambda chia 2.
Ở đây nó có dấu trừ nên con k của mình phải lớn hơn 1/1 nha các em. Chứ nếu mà k bằng 0 là đi âm rồi, vô lý rồi. Nè. Rồi, cường độ sáng triệt tiêu thì tương ứng là cái hiệu quang lộ bằng k tối cộng 1/2 lambda. Thì hai cái con lambda trên hai ở hai bên cái em rút gọn đi ra được là đi tối k là bằng k tối lambda chia 2. Và k của mình cũng chạy từ 0. Nghĩa là nếu em thay k tối bằng 0 vô đây thì d của mình nó sẽ bằng 0. Nghĩa là sao? Nghĩa là tại cái cạnh nêm của chúng ta là 1/tối. Rồi d tối bằng 0 mà, có nghĩa là trùng ngay cái vị trí cạnh nêm là bằng tối. Cái khoảng vân thì chúng ta cũng tính giống như là nêm không khí thôi. Sin alpha thì được tính bằng công thức là dk cộng 1 trừ dk chia y và bằng lambda chia 2 y gần bằng alpha, từ đó suy ra y bằng lambda chia 2 alpha. N ở đây không có là vì n của không khí bằng 1 á. Rồi đó là cái phần lý thuyết về nêm không khí. Rồi chúng ta sẽ xem một cái thí nghiệm về nêm không khí và hình ảnh của cái hệ vân của chúng ta. Chúng ta sẽ xem đó là các cái vân sáng tối song song xen kẽ cách đều nhau. À, chúng ta dùng một cái nguồn sáng này các em, đúng không? Nguồn sáng này nó sẽ phát ra ánh sáng đi qua cái hệ hệ này, nó sẽ tạo ra cái hiện tượng là phản xạ toàn phần. Và đây là cái hệ thống cái nêm không khí của chúng ta. Đó, nó gồm hai tấm thủy tinh này đặt sát nhau, ở trong ở ở giữa nó có một cái sợi chỉ thôi. Đó có nghĩa là cái lớp không khí này nó rất là bé em. Đó, cái nghĩa là cái nêm không khí của chúng ta là bằng hai tấm thủy tinh nó kẹp lại với nhau, sau đó là người ta để một cái sợi cước hoặc là sợi chỉ ở giữa, nó rất là mỏng, lớp không khí rất là bé. Rồi cái ở trên đây đó là cái kính hiển vi để chúng ta quan sát cái hình ảnh giao thoa. Đó, chúng ta quan sát hình ảnh giao thoa đó là nó tạo ra các cái vạch vạch sáng tối xen kẽ nhau. Và dùng kính hiển vi thì chúng ta có thể thấy được các vạch sáng tối, và chúng ta đo là chúng ta đo một loạt các cái vân sáng liên tiếp, chứ chúng ta không phải đo giữa hai vân sáng liên tiếp đâu, mà đo một loạt các vân sáng liên tiếp thì chúng ta mới có thể đi tính được cái khoảng vân y, và từ đó chúng ta thay vào để chúng ta có thể tính ra được cái góc nghiêng alpha hoặc là chiết xuất n của cái tấm thủy tinh nha. Rồi, cái phần kiến thức tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giao thoa với hệ vân tròn Newton. Thì cái hệ vân tròn Newton ở đây á, là các em chú ý cho thầy là chúng ta dùng một cái đế là bằng tấm thủy tinh. Trên đó chúng ta sử dụng một cái thấu kính hội tụ phẳng lồi, một mặt phẳng và một mặt lồi tiếp xúc với cái đế bằng thủy tinh. Thì cái lớp không khí ở giữa nè, của chúng ta nè, thì nó đóng vai trò là nêm không khí đó. Nhưng mà do cái nêm không khí này có dạng khác với cái nêm không khí này, chúng ta xét nêm không khí này là nó là một cái mặt nó được giới hạn bởi cái mặt bán cầu
với lại cái mặt mặt phẳng. Được không? Rồi thì ở đây chúng ta cũng chiếu cái chùm tia sáng thẳng góc từ trên xuống, thì chúng ta cũng sẽ thấy đó là bằng thực nghiệm thì chúng ta sẽ có được cái hệ hình ảnh giao thoa của chúng ta, đó là hệ thống vân sáng tối nằm song song xen kẽ cách đều nhau. Và ở đây theo cái hình ảnh chúng ta thấy được đây, đó là vân chính giữa là vân vân tối. Tại sao vậy thì chúng ta sẽ đi xét cái điều kiện. Thì tương tự với niêm không khí thì chúng ta cũng đi tính quang lộ L1, L2, cách làm giống như vậy các em. Rồi tín hiệu quang lộ delta L. Thì cũng trên ý tưởng đó chúng ta đi xét điều kiện cho cái vân sáng và vân tối. Thì lúc này là đi đi sáng K sẽ là K sáng trừ 1/2 lambda chia 2, và với điều kiện là K sáng lớn hơn hoặc bằng 1. Cường độ sáng triệt tiêu là tạo ra vân tối á, thì D tối K lúc này là bằng K tối lambda chia 2. Tương ứng với trường hợp là K tối lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy nếu thầy thay cái K tối bằng 0 vào đây thì hóa ra là D D tối bằng 0, nghĩa là D tối mà bằng 0 nghĩa là em thấy là đây là cái độ dày D, thì càng ngày càng đi xuống thì D sẽ càng càng giảm và đến vị trí này chính là D bằng 0, và D bằng 0 chỗ này là một vân tối. Được không? Và khi mà các em quan sát cái hình ảnh thì các em thấy là cái vân tối ở giữa cái bề rộng của nó lớn, bắt đầu là các vân sáng ở ở cái bên cũng có cái bề rộng nó lớn, nhưng mà bắt đầu dần dần đi ra thì các cái vân tối và vân sáng thì cái bề rộng của nó giảm dần. Ý thầy nói chỗ này là sao? Nghĩa là lúc này khác với cái nêm không khí và nêm thủy tinh, các cái vân sáng và vân tối trong cái hệ vân tròn Newton này á là nó không có đều nhau, nên nó không có cái khái niệm về khoảng vân ở đây. Do đó đây nó có cái khái niệm về cái gì? Đó là khái niệm về bán kính vân giao thoa. Thì bán kính vân giao thoa lúc này chúng ta sẽ nhớ cho thầy công thức, đó là R sẽ bằng căn bậc 2 của 2R lớn nhân D. R lớn này là cái gì? Là bán kính mặt lồi của thấu kính. Có nghĩa là cái thấu kính phẳng lồi này của chúng ta sẽ có một cái bán kính R. Rồi nhân cho D. D này là gì? D này là độ dày của cái lớp không khí tương ứng cho cái vân vân sáng hoặc là vân tối thứ mấy. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng công thức R bằng căn của 2R lớn D để chúng ta tìm khoảng cách giữa các cái vân sáng và vân tối với nhau, chứ không dùng khái niệm về khoảng vân nha. Nghĩa là ví dụ ở đây thầy nói là khoảng cách giữa vân sáng 2 và vân vân sáng 10 thì em sẽ lấy là bán kính vân sáng 10 trừ bán kính vân sáng 2. Hoặc là khoảng cách từ vân tối 5 đến vân tối 20 thì chúng ta sẽ thông qua cái khoảng cách đó là chúng ta lấy bán kính vân tối 20 trừ bán kính vân tối 5 là ra được cái khoảng cách, chứ không dùng khoảng vân. Rồi chúng ta xem cái thí nghiệm về hiện tượng giao thoa với vân tròn Newton. Newton's rings. The phenomenon of Newton's rings, named after Isaac Newton, is an interference pattern caused by the reflection of light between two surfaces, a spherical surface and an adjacent flat surface. When a parallel beam of monochromatic light is incident, normally on a combination of a planar convex lens and a glass plate, a part of each incident ray is reflected from the lower surface of the lens and a part, after refraction through the air film between the lens and the plate, is reflected back from the plane surface. These two reflected rays are coherent, hence they will interfere. And đó là hình ảnh của cái do hệ giao thoa của vân tròn Newton nên ở giữa là vân tối. Apparatus, monochromatic light, wooden mount. This is a rectangular-shaped box at the bottom of which we place plain glass material and the lens. Light is directed to the lens through this reflector. Optically flat glass plate. Ở đây là thấu kính phẳng lồi á. Traveling thấu kính hồi tụ. Procedure. Turn on the sodium lamp. Place the planar convex lens on the plain glass plate.
With curved surface, rồi chúng ta đặt cái thấu kính hội tụ phẳng lồi này lên cái đế thủy tinh. Placed under a traveling microscope. The reflector on the mount will direct light onto the optical system. Focus the traveling microscope to see the bright and dark circular fringes. Rồi, lúc này chúng ta sẽ dùng cái kính hiển vi để chúng ta mới điều chỉnh để chúng ta đo ha. Đó, đo khoảng cách đến vòng tối bao nhiêu á. Đó, mình phải đo khoảng rộng như vậy. Đó là chúng ta lấy hai cái bán kính trừ nhau nha. The main scale has 20 divisions in between 2 centimeter readings and the vernier scale has 50 total divisions. So the least count chỉ cho mình cách làm thí nghiệm để đo cái khoảng cách giữa các cái vòng tối với nhau. Take the reading of main scale just before the zeroth position of vernier scale. Only one line of the vernier scale will coincide with the main scale. Take the reading of that point from vernier scale. So the reading can be calculated as main scale reading plus the product of vernier scale reading and least count. Rồi, như vậy là cái phần lý thuyết về cái chương khoa học sống tới đây là xong.